đã quay trở lại với talk show Trò Chuyện Cùng Trúc Diễm. Khán giả thân mến, ngày hôm nay Trúc Diễm có một nữ khách mời hết sức là đặc biệt. Trúc Diễm thật sự mà nói, khi ngồi với chị ấy thì cảm thấy rất là căng thẳng, bởi vì là mình đã làm một cái MC mới, nhưng mà cô ấy, chị ấy lại là một cái người rất là kỳ cựu rồi, nên ngồi đây mà nói gì sai thì lại bảo là múa rìu qua mắt thợ. Và Trúc Diễm xin được giới thiệu một người chuyên nghiệp, một người MC nổi tiếng, chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Kỳ Duyên xin kính chào quý vị. And hello Diễm. Lòng thôi ra từ kỷ niệm, trước qua bao năm mộng buồn quên dấu, nhưng sau bao năm ngày dài qua mãi, trong em hôm nay thấy tình còn đây. Quý vị thân mến, thì hôm nay Trúc Diễm có chuẩn bị một cái câu hỏi, nhưng mà cái cách này thì nó hơi mới chút xíu, và Trúc Diễm đã trộn sẵn những cái câu hỏi rất là khác nhau ở đây, và chị Kỳ Duyên sẽ là người bốc cái câu hỏi cho mình. Nhưng mà trước khi nói mà để mà interview chị đó, dạ, thì phải nói là chắc cũng phải gần 8-9 năm rồi. Wow. Yes. Thành ra hôm nay chị cũng hơi su. Ngày hôm nay tất cả khán giả cũng như bản thân Trúc Diễm muốn cảm nhận được cái sự thật nhất của chị Kỳ Duyên. Nhưng mà Diễm biết không, người Mỹ nó có một cái câu là nó hỏi lại là can you handle the truth? Mình muốn nói sự thật, mà khi sự thật được phơi bày hết thì mình có chịu nổi hay không? Đó, cái đó Diễm phải hỏi khán giả là không biết quý vị có thể handle cái sự thật của chị Kỳ Duyên hay không. Thì chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Rồi. Thì em sẽ nhờ chị lựa một câu hỏi, sau đó chị đừng mở ra, chị đưa cho em. Trời, để em đọc. Mà câu hỏi này là chị em trộm đi. Câu hỏi này là em đặt phải không? Dạ đúng rồi, em đặt chứ không có ai khác hết trơn á. Đừng có phải là tôi có mấy chồng rồi nha. Oh, actually cái câu hỏi này quá đơn giản đó với chị. Ok. Khoan, nhưng mà chị nói nếu mà hỏi chị bao nhiêu tuổi thì chị phải nói trước là chị sẽ nói dối. Và cái đó là cái quyền nói dối của mọi người đàn bà khi hỏi bao nhiêu tuổi. Em đồng ý. Okay, và câu hỏi đầu tiên cho chị Kỳ Duyên đó nha, chính là, thật sự cái này là Diễm muốn hỏi cho cá nhân Diễm, đó rồi, chính là bí quyết để trở thành một MC tài năng và chuyên nghiệp của chị là gì? À, ok. Thứ nhất, bí quyết là mình phải be yourself, là mình phải tự tin là cái gì mình có là nó là sự thật. Ngay cả cái đó là cái dở, tại vì lúc chị mới làm MC, chị đâu biết nói tiếng Việt hay. Chị nó sẽ nói vấp, nhưng mà thay vì người ta nói vấp, người ta get nervous, người ta run, thì chị nghĩ rằng khán giả rất là dễ thương. Mình nói vấp thì mình xin lỗi và mình nói lại. Và vì chị nghĩ khán giả là người nhà của mình, khi em nhìn ra cái audience, em nghĩ là tất cả những người ngồi đó là bạn thân của mình, mình mời vào ở nhà của mình ăn uống nói chuyện. Thành ra nếu mình có lỡ lời thì cũng ok. Mình không có nghĩ là khán giả là giám khảo hay là một cái người gì để ngồi để cho điểm mình và để phân tách từng cái sai, cái giỏi. Và mình nghĩ là khán giả là những người rất thân thương, dễ thương, và họ muốn làm mình làm tốt. Yeah. Thành ra khi mình làm sai mà mình ngượng ngùng thì chị thấy nếu mình cứ chấp nhận là mình làm sai thì khán giả sẽ rất là dễ thương và họ sẽ rất ủng hộ mình. Thay vì mình cố lấp liếm, ví dụ mình sai nó, Kỳ Duyên xin lỗi, Kỳ Duyên đọc sai, thôi quý vị làm ơn vỗ tay lại lần nữa để quay phim chứ không thôi em mất job. Ví dụ mình nói thật như vậy. Sao dễ thương chị. Thì khán giả lần thứ nhì họ còn vỗ tay nhiều nhiều hơn nữa, và như vậy là họ ủng hộ mình. Thành ra cái bí quyết là mình rất thật với khán giả, mình là mình, và mình nghĩ khán giả là những người thân thương nhất của mình. Yeah. Em nghĩ là em vừa mới được nhận được một lời khuyên rất bổ ích, và thực sự là nếu như các bạn trẻ nào đang có mong muốn để trở thành một MC hoặc là muốn phát triển trong cái lĩnh vực MC thì có thể lấy cái lời khuyên này. Yes. Của chị Kỳ Duyên, đó chính là lý do vì sao mà Trúc Diễm đã soạn câu hỏi đó ra. Yes. Không chỉ cho bản thân của Trúc Diễm. Yes. Em cảm ơn chị rất nhiều. Em sẽ bóc cho chị. Để chị đỡ phải bóc. Coi nhưng mà chị coi em có đánh dấu trước chưa? Không. Nhiều khi em đánh dấu một cái này câu nào khó rồi em chơi ngay cái câu đó thì sao? Chị có thể kiểm tra. Okay, nhưng mà thật rồi, sự là em chị không có. Ok rồi. Điều gì trong quá khứ khiến chị tiếc nuối nhất?
Wow. Cái đó dễ. Chị tiếc nuối là chị đã không dành nhiều thì giờ cho con cái như chị muốn. Tại vì chị là single mom. Và chị là cái người, đối với chị nó có hai cái khi mình có con. Một là mình là người mẹ ở trong gia đình. Hai là mình đi làm để mang tiền về. Thì chị chắc chị thực tế hơn. Vì chị nghĩ rằng có gì đi nữa, con mình, nếu mình làm đủ tiền mình vẫn lo cho nó. Bằng cớ là hai đứa con chị, bây giờ một em thì đang đi học luật ở bên Anh, một em học một cái trường culinary school để ra làm chef. Wow. Thì chị có đủ cái lo cho tụi nó, để tụi nó khỏi phải mượn loan, tụi nó khỏi phải khó khăn. Và chị muốn là khi tụi nó ra trường rồi, khi tụi nó muốn mua nhà, chị sẽ đủ để tụi nó down một cái nhà. Down thôi nha, chứ không phải trả hết. Và như vậy thì chị cảm thấy là chị đã làm đầy đủ cái bổn phận của người mẹ. Nhưng mà mình không thể nào làm một người đi ra ngoài kiếm tiền và một người ở nhà để lúc nào cũng nuôi con bên cạnh chăm sóc từng tí. Nhưng mà chị cũng, vì chị không ở nhà, chị tin cậy là mẹ chị. Lúc đó là lúc nào chị tin cậy có bà thì chị mới gọi là tự tin để đi ra đường làm việc. Nhưng mà chị cũng có đôi lúc chạnh lòng và nghĩ lại, có thể chị lớn lên với con nhiều hơn, qua cái thời teenager với nó nhiều hơn, thì có lẽ mẹ con sẽ tốt hơn. Nhưng chị nghĩ là không sao. Ví dụ như 20 năm cuộc đời của nó, mình không có nói với nó, bây giờ mình có đủ điều kiện, ok, maybe từ giờ trở đi chị sẽ dành nhiều thì giờ hơn với tụi nó. Mà mấy đứa có nói gì với chị hồi đó giờ là tại sao mẹ không có dành nhiều thời gian cho không, tụi con không? Thì càng lớn tụi nó càng hiểu. Nhưng mà tụi nó thì không bao giờ trách móc chị gì hết. Tụi nó rất hiểu. Nhưng mà người mẹ thì bao giờ mình cũng vậy. Nhưng mà cho tới khi chị đọc một cuốn sách đó, và cuốn sách mà để cách nào làm mẹ tốt đó, thì cái trang đầu tiên cuốn sách nói rằng là hãy hít thở đi. Mình làm như vậy là tốt lắm rồi. Tại vì không có một người mẹ nào mà nghĩ là mình đã làm đủ. Tất cả một người mẹ, nhất là làm mẹ và phải đi làm, thì bao giờ họ cũng thấy là thiếu sót. Thành ra cuốn sách đó là mình, bạn hãy hít thở và tin rằng bạn làm như vậy là tốt lắm rồi. Thành ra chị cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Vâng, Diễm tin rằng là những cái chia sẻ của chị Kỳ Duyên rất là sẽ đặc biệt là những chị em phụ nữ, mà đặc biệt là single mom đang phải trải qua những cái quá trình giống như vậy, thì cảm nhận được cái sự đồng cảm. Yeah, tại vì mình không bao giờ nghĩ là mình làm đủ. Yeah. Bao giờ mình cũng thiếu sót. Nhưng mà Kỳ Duyên cũng phải nói với các bạn là các bạn làm được tới như vậy là rất tốt rồi. Và con cái nếu mà lúc nó mới lớn lên nó chưa hiểu, thì khi nó có gia đình, khi nó phải đi qua với, lúc đó nó sẽ hiểu, nó sẽ... tại sao bây giờ tôi đi học school loan tôi không phải trả, tôi còn muốn đi học bao nhiêu mẹ lo hết. Lúc đó nó mới thấy quý. Và chị đang chờ cái ngày đó. Đang chờ. Bây giờ nó cũng ok rồi nhưng mà vẫn đang chờ. Em nghĩ là khi mà chương trình này lên sóng, chị chia sẻ nhẹ nhàng xong chị tát hai đứa vô. Đó, không sao. Yes. Yeah, that's a good way. Yeah, that's a good way. Yes, yeah. Yes. Okay. You wanna pick your next? Right. May quá, nãy giờ chưa có cái tới, gì tới con thôi mà chưa có tới chồng. Thôi. Em thấy là nãy giờ em thì chị sao hên toàn bóc trúng mấy câu dễ không, em cũng không hiểu luôn gặp đó. Lành ăn ở thôi, em do ăn ở thôi. Quý vị ơi, cái này là Trúc Diễm là chuẩn bị 15 câu hỏi khác nhau nhưng mà sẽ không sử dụng hết 15 câu hỏi này, và có những câu hỏi khó, những câu hỏi dễ, nhưng mà nãy giờ chị Kỳ Duyên rất là may mắn toàn những câu dễ. Không, nhưng mà chị em dễ thương, tại vì em cũng có cảm tình đặc biệt với chị, thành ra hỏi dễ dễ thôi. Hỏi còn nhắn nhủ nữa chứ. Toàn thấy dễ không nè, tí nữa không okay. Biết có bị sếp nói là tại sao hỏi dễ quá không. Vâng ạ, câu kế tiếp của chị là: chị nghĩ tính cách của mình thuần Việt hơn hay là Mỹ hóa hơn? Tư tưởng thì là Mỹ, nhưng mà vì sống ở trong cái xã hội và làm việc trong cái cộng đồng Việt Nam, thì cái cách mình nói chuyện, cái cách mình, tiếng Mỹ gọi là carry yourself, thì nó phải Việt Nam hơn. Nhưng mà chắc chắn là trong tư tưởng thì nó Tây phương. Vâng, em thấy là cái điều tuyệt vời ở chị Kỳ Duyên đó là vẫn giữ được cái sự gần gũi, dễ chịu của cái người phụ nữ Việt Nam, nhưng mà cái cách suy nghĩ của chị hết sức là phóng khoáng. Yeah. Và cái những cái hành động, những cái lời nói của chị cũng hết sức là tự tin nữa. Wow, chị không biết tự tin mà ngay cả nhiều khi đang nói, chị phải nói trong đầu là chị nghĩ tiếng Mỹ rồi chị dịch ra tiếng Việt.
Oh. Yes, yes. Có nhiều cái chị phải, thành ra ví dụ mình nói chuyện như vậy thường thì nói tiếng Việt được, nhưng mà có cái gì mà nó, nhất là khi mà nói chuyện về contract hay cái gì đó là chị phải nói tiếng Mỹ. Khi mà chị đổi qua về cái ngành luật hay gì đó thì you know, thinking in terms of contracts and nó English nó a lot better. Tiếng Việt nó, tiếng Việt mình là một cái language chị nghĩ nó rất lãng mạn, nó rất dễ thương, nó mông lung, nhưng mà để mà thật là sát nghĩa hay gì thì chị vẫn phải nghĩ tiếng Mỹ. Ờ, yeah. Em thì tại vì em là sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nhưng mà tiếng Mỹ em rất là tốt, nhưng mà em nghĩ tiếng Việt rồi em dịch đúng tiếng rồi Mỹ. Em là bị dạ, nhưng em... mà em hiểu chị nói phải không? Dĩ nhiên có nghĩa là lâu lâu mình phải nghĩ cái này rồi mình dịch qua cái kia. Dạ em hiểu ý chị, tại vì khi mà mình ít nhất là mình biết khoảng từ hai ngôn ngữ trở lên thì tất cả mọi thứ là nó đi ngang qua đầu mình, mà nhiều khi nó quá là nhiều thông tin nên mình phải dịch từ cái này dịch qua cái kia, như vậy nó cũng rất là chị thấy tiếng dễ Việt hiểu. Em rất giỏi. Bây giờ tiếp theo để em bóc cho nha. Rồi. Em có nhiều câu lắm đó, rồi mọi người cũng thấy là nhiều lắm. Yeah. Hay là em bóc hết đi ha. Không biết là em suy nghĩ gì về chị để hỏi nó hóc búa như vậy. Nãy giờ chị đã thấy hóc búa gì chưa? Không, chưa hóc búa. Chưa hóc gì luôn. Okay. Đang bóc chúng câu dễ. Rồi. Em đang tự hỏi bản thân mình là tại sao mình có thể dễ dàng như vậy. Chị hãy dùng 3 từ để mô tả tính cách của mình. Ok. Trước nhất là independent, tự lập. Tự lập. Thứ nhì là humorous, là rất là vui vẻ. Vui vẻ. Và thứ ba là tính cách của chị hả? Actually nói thì nó có vẻ hơi nói về mình nhiều, nhưng mà chị sẽ dùng chữ kind hearted. Chị có thể đùa giỡn hay là chị nói thì mạnh miệng lắm, nhưng mà tới lúc làm, hành động. Làm thì chị thật sự là trong đời chị chưa bao giờ nỡ để mà làm ai buồn. Bao giờ chị cũng thật sự là chị cũng muốn nâng đỡ tất cả những người chung quanh chị lên. Chẳng hạn như em, tại vì chị biết em mới sang Mỹ và chị rất là ngạc nhiên và rất mừng khi mà biết là em có cái show ở Việt Face. Tại vì thứ nhất là cái gì mà cho Việt Face thì chị cũng sẵn sàng, nhưng mà riêng với em thì chị lại thấy wow, chị rất là mừng là em có mặt ở đây. Và chị hy vọng là cuộc sống của em bên Mỹ sẽ rất là thành công. Quý vị nhớ theo dõi nha. Tại cô này dễ moi tim, moi óc, moi phổi người khác ra lắm. Cái đó em phải xách đồ nghề đi theo chị Kỳ Duyên và học thêm thì mới được. Chị Duyên ơi, chị bóc tiếp giùm em đi. Bóc tiếp. Nhiệm vụ của em là em không thể quên chị ơi. Duyên tưởng là khen một câu là xong rồi chứ, nhưng mà vẫn chưa xong. Yeah, chị đừng có lo, không có câu nào khó hết trơn luôn rồi đó. Cơ duyên nào dẫn dắt chị đến với trung tâm Thúy Nga? Thì thật sự ra trước khi Thúy Nga là chị làm rất nhiều những trung tâm khác. Dạ. Cơ duyên duy nhất là chị Thúy. Có nghĩa là chị làm rất nhiều trung tâm khác mà chưa trung tâm nào hỏi chị là có muốn độc quyền không. So, có thể là tại vì lúc đó mình mới bắt đầu và mình rất là dở, hoặc là họ không thấy là cần thiết để hỏi mình độc quyền. Thì chị Thúy là người đầu tiên và duy nhất, đầu tiên và duy nhất hỏi là Duyên có muốn về với Thúy Nga và độc quyền hay không. Thì công nhận chị Thủy có cái mắt nhìn rất là tinh đời. Thì đó là cái cơ duyên duy nhất. Và tất nhiên là không phải vì chị Thủy just hỏi mà chị về, nhưng mà chị cũng nhìn quanh và thấy trung tâm Thúy Nga là một cái nơi mà tốt nhất từ trước tới giờ đối với chị. Thành ra chị rất là hãnh diện được mời về bao nhiêu năm nay và được cộng tác với Thúy Nga. Chị cộng tác với Thúy Nga đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi chị? Chị không nhớ vì chị không bao giờ đếm năm. Cũng như nếu hỏi chị bao nhiêu tuổi, bây giờ chị phải trừ năm nay với cái năm chị sinh ra. Tại vì những cái chuyện nhỏ đó chúng tôi quên rồi. Có thể nói thì nếu mà em là khán giả của Thúy Nga và rất nhiều khán giả theo dõi Thúy Nga thì ai cũng nghĩ là chắc là cả một cuộc đời của chị thì Kỳ Duyên là gắn gần với Thúy Nga rồi. Cho nên là cứ nhắc tới chị Kỳ Duyên là nghĩ đến Thúy Nga. Nhắc tới Thúy Nga là nghĩ đến chị Kỳ Duyên. Ít nhất là 20 năm. Em từ hồi mà em bắt đầu coi băng dĩa của Thúy Nga rồi từ nhỏ tới lớn lên là em đã thấy chị Kỳ Duyên rồi. Nên là bây giờ mà được ngồi kế chị ở đây thì gọi là hết sức là vinh dự. Hết sức là đặc biệt. Dạ, vinh dự vậy hỏi dễ ra hay còn phải móc này nữa? Dạ, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục câu hỏi nhưng mà sau vài phút quảng cáo quý vị nha. Được. Chào
Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Talk Show trò chuyện cùng Trúc Diễm và chị Kỳ Duyên ngày hôm nay. Vâng, vẫn tiếp tục với số lượng câu hỏi còn lại trong chiếc ly này. Đọc nha. Nếu được nếu được chọn giữa thành công trong sự nghiệp hay hạnh phúc cho gia đình, chị sẽ chọn cái gì? Toàn là móc méo chị không hả? Móc méo. Trong gia đình là nếu mà hạnh phúc được, chọn vợ, chọn chồng và cái người yêu lý tưởng của mình và cái mái ấm gia đình, đó vẫn là cái tuyệt vời nhất. Nhưng nếu mình không may mà mình phải làm divorce, làm một người mẹ đơn phương đó, thì chị lại thấy là phải chọn cái sự nghiệp. Vì lúc đó chỉ có một mình lo cho con. Và khi mình có con rồi đó, thì chị nghĩ rằng là mình đừng nên nghĩ trong đầu là mình sẽ nương tựa vào người bố hay người chồng. Nó tốt nếu người bố hay người chồng sẽ phụ mình để mà child support hay cho tiền hay là vẫn giáo dục với đứa con. Yeah. That's the best. Nhưng mà khi mình plan á, thì mình phải plan for the worst. Yeah. Là mình phải nghĩ tới cái trường hợp gì xấu nhất. Và nếu xấu nhất mình vẫn còn được hay không, thì xấu nhất đối với chị là người bố sẽ không đói hoài gì đến con, sẽ không đưa tiền để child support. Thì như vậy chỉ có mình với con, mình phải làm gì? Thì giữa mình với con và chọn là mình ở nhà, mình chăm con, mình đọc sách, đọc truyện dạy dỗ nó, với lại mình đi làm ở ngoài để mang tiền về, thì chị chọn cái đi ngoài. Và chị thấy đối với riêng chị, đó là cái sự lựa chọn đúng nhất. Tại vì bây giờ con chị nó lớn, suốt cuộc đời nó không phải lo cái gì hết. Nhưng mà chị cũng may mắn hơn, thành ra chị không phải nói là cho mọi người. Chị may mắn hơn là suốt cuộc đời chị có mẹ chị trông con và chị yên tâm để chị đi làm. Còn nếu mà không có mẹ chị mà gọi là chị gửi con babysit, chưa chắc chị đã mạnh dạn như vậy. Vâng, là nhưng mà nói tới cái này chị cũng phải nói thêm, và cái này là cái chị nói rất nhiều. Hai vợ chồng với nhau, con chị là con gái và chị dạy nó như vậy. Khi con có con, dù là trong cái cuộc hôn nhân lý tưởng nhất, con đừng bao giờ là cái người ở nhà để cho chồng con đi làm. Điển hình, chị có hai người bạn, ông chồng là nha sĩ học rất cao, bà vợ học ra cũng là bác sĩ, có nghĩa là hai người đều cao bằng nhau. Đúng. Nhưng mà khi có con thì người vợ bỏ cái career ở nhà trông con và phụ chồng lo cái office của chồng. Ông chồng làm dentist, bà vợ thì mười mấy năm qua họ vẫn rất hạnh phúc. May. Và ông chồng rất tốt, cuộc sống vẫn nghĩa là như vậy. Nhưng mà chị chợt nghĩ, ví dụ 15 năm sau nhỡ chuyện gì không có thành công, họ ly dị, thì ông chồng ông vẫn có cái cuộc sống, cái career, ông vẫn làm bây giờ mở một office, hai office, ba office. Nhưng mà người vợ dù trước nay đã có bằng bác sĩ nhưng mà bây giờ phải bắt đầu lại hết, phải hoặc là đi làm cho nhà thương, phải học lại hoặc là mở office, có nghĩa là thụt hậu rất là xa, 15, 20 năm. Thì bây giờ người vợ cũng ở tuổi 50 mấy. Dạ. Bắt đầu lại nó rất là khó. Đúng rồi. Thành ra chị nghĩ rằng là nếu mình không may mắn, và phần đông là người ta nói hơn 50% cái hôn nhân sẽ đi vào ly dị. Và trong 50% đó thì bao nhiêu người chồng support còn tử tế, hay là ngay cả những người chồng tử tế thì họ support tiền child support, và chị không biết đó là bao nhiêu tiền, có đủ sống hay là thường thường nó chỉ vừa mức để đủ sống thôi. Nhưng mà nếu mình muốn cho con mình hơn, như chị bây giờ thì con chị đang đi học luật ở bên Anh, và chị trả hết tiền học và tiền ăn ở cho con, một năm nó rất là nhiều tiền. Và không những như vậy, mình muốn chính mình muốn cho mình có cuộc sống thoải mái, thì chắc chắn là cái tiền của người chồng đưa nó không đủ cho mình. Nếu mình muốn, như chị giờ chị muốn đi vacation là chị đi vacation, chị muốn, nghĩa là chị không nói là chị giàu hơn người ta, nhưng mà đủ những cái gì chị muốn thì chị phải đi làm. Vâng. Thành ra các bạn ngoài đó, phụ nữ, nhất là các em trẻ, Kỳ Duyên chị khuyên rằng đừng bao giờ nghĩ lấy chồng là nhờ chồng, đừng bao giờ nghĩ là cái chức năng hay nhất của mình là bỏ đi làm để lo cho con. Cái chức năng hay nhất của người mẹ đối với chị là bảo vệ người con trong mọi trường hợp. Và bây giờ cái cách bảo vệ hay nhất là mình có tiền. Đúng rồi, mình phải đọc là câu này dễ nè. Ok. Luôn luôn dễ. Ok. Chị từng là luật sư, là nhiếp ảnh,
có năng khiếu nhảy và ca hát, rồi lại được biết đến vì sự duyên dáng khi dẫn dắt chương trình. Chị có nghĩ mình quá hoàn hảo? Nghĩ là khó mà. À, chị làm được tất cả luôn á chị. Chị nghĩ chị quá hoàn hảo cho người đàn ông trong đời chị. Nhưng không quá hoàn hảo đối với gọi là overall. Nhưng mà chị cứ phải nói vậy thôi, thì ai đang nghe đó thì phải biết nhá. Ai mà đang phải biết nhá, phải biết biết là người nào tôi đang nói và biết tại sao rồi nhá. Tôi là quá hàng hảo cho anh nên anh phải làm sao, coi làm được thì làm. No, I'm just kidding. À, chị chưa bao giờ nghĩ mình quá hoàn hảo trên any phương diện nào, vì chị nghĩ cuộc đời là một cái chuyến đi và bao giờ mình cũng phải làm tốt hơn. Tại vì mình nghĩ mình hoàn hảo có nghĩa là mình đứng yên một chỗ, và mình đứng yên đối với chị coi như mình đã chết rồi. Thành ra bao giờ mình cũng phải học hỏi. Và mình chị nghĩ chưa bao giờ mình tốt nhất trên tất cả những cái phương diện em nói. Chưa có cái gì mà chị nghĩ chị tốt nhất. Tại vì tất cả những cái em vừa nói bao giờ nó cũng có người giỏi hơn chị. Ví dụ về em nói làm MC. Wow, chị làm sao bằng được Oprah? Ví dụ, you talk about MC, right? Làm sao bằng được Oprah? Rồi ví dụ em nói bất cứ cái gì, mình nhảy thì mình đã không bằng được Michael Jackson. Tất cả những cái gì em nói, chị còn thua kém một tá người. Nhưng mà chị ơi, để làm được tất cả những thứ đó đâu phải dễ đâu chị. Thì nó là cái cố gắng, chị không phủ nhận là tất cả cái cố gắng để chị được tới ngày hôm nay. Nhưng mà còn khoảng đường đi lên thì một con sóc rất là dài. Rồi. Quan niệm của chị về tình yêu và hôn nhân. Bây giờ muốn nói thật hay là... Nói thật đi chị. Chúng ta lên đây để nói thật, để chia sẻ mà. Nhưng mà chị nghĩ chị nói rồi chắc chị sẽ bị ném đá một lát. Ok, chị thật sự cho chị nói vòng vo. Tại vì luật sư nhá, đây là quan điểm của chính chị. Nhưng nó không phải là cho mọi người. À, có một cái chị biết là bây giờ nó có nhiều cách lựa chọn chứ không phải một cách. Thì đối với riêng chị nghĩ hôn nhân thật sự ra nó là nấm mồ của tình yêu. Chị chỉ nói bình thường thôi. Trong bất cứ một cái nghề gì mà em làm, nếu mà người ta nói là em làm hay, em làm tốt, em cũng không được thưởng thêm. Tại vì hôn nhân nó là một cái ký kết là suốt đời. Bệnh hoạn, to death do us part, bệnh hoạn, chia cách, anh già, anh xấu, em thế nào đi nữa, mình vẫn ở với nhau suốt đời. Nhưng chị thì không, không thể thế nào đi nữa. Sẽ có những cái mà có cái lằn mà anh bước qua cái ranh giới đó là tôi sẽ không chịu được. Cái thứ nhì đó là khi mình làm một cái job mà mình biết mình làm hay hay là mình làm dở, mình cũng không bị fire, mình cũng không bị cho nghỉ việc. Thì không biết là trong chúng ta có ai thật sự sẽ dáng làm tốt. Tại vì thành ra đối với chị, tại vì chị là con người, chị rất mê những cái romantic, chị rất mê những cái phút ban đầu, rất mê những cái mà anh với em hơi xa lạ nhau, nó có một cái khoảng cách đủ để mà khi em đi gặp anh, em sẽ chịu khó em make up, em sẽ chịu khó làm tóc đẹp, mình ngồi với nhau có những cái tập xấu mình che đi chứ mình không. Tôi là tôi như vậy đó. Tôi sẽ nói thật hết. Tại vì đối với chị, cái thật hết chưa chắc nó là cái đẹp. Thường thường cái thật hết nó sẽ có rất những cái phũ phàng ở trong đó. Nhưng mà đó là con người của chị. Chị rất biết có rất nhiều những con người họ thích cái thật. Họ thích, ok, tôi thật, tôi sống với anh như vậy. Sáng ra tôi ngủ dậy, miệng tôi dính đầy ke, tóc tôi, miệng tôi hôi hay là tôi, đó là như vậy. Và mình vẫn yêu nhau. Cái đó cũng là tốt. Đó là một cái sự lãng mạn đó. Và cái đó là nhiều người họ thích như vậy. Dạ. Nhưng mà chị đó thì chị thích là quan hệ bao giờ mình vẫn phải có cái lịch sự với nhau. Dạ. Mình vẫn phải có cái romantic. Mình vẫn phải có cái lúc mà tôi được gặp anh, tôi hồi hộp. Trái tim mình nó bồi hồi. Tôi thích và tôi muốn là tôi được quyền nhìn chung quanh. Và sau khi nhìn chung quanh tôi vẫn thấy tôi được chọn lựa và tôi vẫn chọn anh. Và chị thích mỗi ngày chị dậy, tôi vẫn chọn anh vẫn chọn tôi. Nhưng mà cái đó nó rất là khó. Vì như vậy mình phải can đảm để cho người kia cái sự. Và như vậy nó không có cái gì chắc ăn hết. Như vậy nó phải là ok,
em free và anh free. Mình, anh có thể đi gặp hết, em có thể đi gặp hết. Và sau khi gặp hết rồi, à, em vẫn muốn với anh. Nhưng mà như vậy đối với chị đó, nó lại khó hơn. Là em muốn anh chọn em, thì em phải dáng làm cái người tình tuyệt vời nhất cho anh. Và như vậy mình không có cái phút để mình được lè phè. Ok, rồi lấy về rồi đó chị... Tôi nhảy đó, ok tôi sẽ nhảy nè. Ok, chị ngồi nói chuyện với em, chị nhảy. Chị muốn uống bia, uống rượu chị uống. Nhưng mà tại sao chị lên đây chị ngồi nói chuyện với em? Chị phải kéo áo, chị phải lịch sự, chị phải make up. Vì em với chị vẫn còn lạ với nhau. Và cái đó là cái chị muốn. Và vì như vậy chị thấy nó rất khó. Chị không biết là suốt đời chị có tìm được hay không, nhưng đó là cái chị muốn. Mình nghĩ là ở khoảng giữa. Nó phải có một cái khoảng cách gì, mình phải hơi xa lạ để mình giữ cái lịch sự với nhau. Và chị muốn là ngay cả bây giờ chị với người yêu với chị, mình vẫn phải có cái sự chọn lựa. Và vì như vậy, tiếng Mỹ nó nói là chị không muốn play it safe. Và chị vô lâu chị ơi. Chị không có muốn có sự an tâm trong hôn nhân. Chị phải hôn nhân, mình phải hơi lo âu thì mình mới dáng. Thay vì bây giờ 8 tiếng tôi làm việc, nhưng mà tôi sợ là nếu mà tôi không spend 1 tiếng trong hôn nhân, tôi không còn hôn nhân. Thì chị muốn là ít nhất 8 tiếng tôi làm việc, 4 tiếng tôi phải làm một cái gì để xây đắp trong cái hôn nhân. Whether tôi sẽ học hành để tôi trở thành một người vợ lý tưởng, học tâm lý. Tại vì em học bất cứ cái nghề gì mà em làm, em cũng phải học. Nhưng mà chỉ có hai cái việc mà chị thấy là quan trọng nhất trong con người của mình và mình không bao giờ học, là làm vợ, làm chồng hay làm cha, làm mẹ. Ít có học tới mức độ mà professional. Chị học luật ra 8 năm, 4 năm đại học, 4 năm luật mà chị không hành nghề luật sư. Chị muốn làm người mẹ và người vợ chưa học ngày nào. Bởi vậy, chị phải nói là người đầu tiên chị có nhiều cái failure, chị thất bại vì chị không học. Dạ. Thì bây giờ chị muốn học và chị muốn cái người partner của chị học ít nhất phải bằng như mình học luật sư, như mình học model, như mình học camera operator, mình phải học. Nhưng mà cái nghề quan trọng nhất trong đời mình thì không ai học. Đây là lời gửi gắm của chị mà rất là sâu sắc. Và em tin rằng cái người duy nhất mà đang lắng nghe, cần lắng nghe cái này á, là toát mồ hôi đang nghe toát đó. Mồ hôi vừa để toát mà mồ nghe. Hôi và vừa nghe. Em lập gia đình em cũng đâu có học đâu. Mình nghĩ là yêu nhau là đủ rồi. Ô, mình nghĩ yêu người đó yêu mình. Nhưng mà về lấy rồi em mới thấy trào máu họng. Dạ, cái này em phải dùng cái tiếng mình. Em học rất nhiều tiếng Nam là trào máu họng đó. Chị Kỳ Duyên ơi, trước khi chúng ta kết thúc chương trình thì Trúc Diễm muốn mời chị gửi một lời chào đến khán giả. Thứ nhất là chị cảm ơn em mời chị lên talk show này. Và chị chúc em rất nhiều may mắn trong cuộc sống mới ở bên Mỹ. Và thưa quý vị, Kỳ Duyên phải xin lỗi trước là nếu mà Kỳ Duyên có nói cái gì quá lời thì xin quý vị tha thứ cho. Thật ra đó là cái suy nghĩ của chính Kỳ Duyên thôi. Mỗi người có một cuộc sống và sự lựa chọn riêng. Quý vị đừng có nghe Kỳ Duyên xúi bậy mà về bỏ chồng nhé. Xin chào tạm biệt. Chúc chị, em cảm ơn chị Kỳ Duyên đã dành cái thời gian quý báu của mình đến với talk show trò chuyện của Trúc Diễm. Và Trúc Diễm tin rằng quý vị khán giả mà khi theo dõi cái phần trò chuyện này cũng sẽ không có trách móc gì chị Kỳ Duyên đâu. Và còn có thể là nhiều khi lại gửi thư về chương trình và lại càng yêu cầu là phải có một lần nữa với chị Kỳ Duyên cũng không chừng nữa. Cho nên Trúc Diễm nghĩ là đây là một lời chào tạm biệt tạm thời. Và Trúc Diễm hy vọng có thể trong tương lai có thể mời chị Kỳ Duyên quay lại với chương trình của Trúc Diễm một lần nữa. Bất cứ lúc nào. Dạ vâng, em cảm ơn chị rất nhiều. Trúc Diễm cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi talk show trò chuyện cùng Trúc Diễm. Và Trúc Diễm và chị Duyên xin chào và hẹn gặp lại.